Chào mừng tất cả anh chị đến với đầu tư tiền điện tử. Thì ngày hôm nay em sẽ cùng anh chị tham gia launchpad thứ 14 ở trên sàn giao dịch Bybit. Dự án có tên là OpenLot. Thì để tham gia cái sự kiện này, anh chị cần phải có cho mình một cái tài khoản ở trên sàn giao dịch Bybit. Thì hiện tại sàn giao dịch Bybit đang có một cái chương trình dành riêng cho cộng đồng của đầu tư tiền điện tử đó là khi anh chị đăng ký dưới đường link ở bên dưới phần mô tả video, thì anh chị sẽ nhận được 10 đô la bonus để tham gia trải nghiệm sàn Bybit. Rồi, thì để tham gia cái sự kiện landpad này thì sẽ có hai yêu cầu. Một á, là anh chị có thể là nắm giữ cái đồng token bit và thứ hai là anh chị có thể là chọn hình thức sổ số, số, là anh chị sở hữu 100 đô trong vòng 5 ngày thì anh chị sẽ nhận được cái phiếu để tham gia. Thì cái tỷ lệ nó cũng khá là hên xu anh chị. Đối với cái landpad đầu tiên mà nó ứng dụng hình thức sổ số, số á thì nó sẽ rơi vào là 33%, nhưng mà cái landpad vừa diễn ra vừa qua thì nó cái tỷ lệ chiến thắng nó ít hơn thì anh chị có thể là sở hữu cái đồng token bit thì tỷ lệ anh chị nắm giữ cái đồng token bit càng nhiều thì anh chị sẽ nhận được cái đồng token OBX càng nhiều ha và mức giá của một đồng OBX là 0.004 đô la trên một đồng OBX. Thì ở đây mình cũng có thể là xem nè là khi mà anh chị sở hữu ha thì tối đa một người sẽ được 100.000 đồng token Nếu mà anh chị nắm giữ cái lượng của anh chị nhiều, còn số số chúng thì chỉ là chúng được 3.000 đồng thôi. Anh chị cũng hiểu rõ về phần này, đó là cái phần số số dành riêng cho những anh chị nào không sở hữu cái đồng token Bit. Rồi, thì uh, sau đây em sẽ cùng anh chị tìm hiểu về cái dự án Open Lock này và liệu rằng mình có nên nắm giữ cái đồng token Bit ở thời điểm hiện tại hay không ha. À, thì uh, trước khi tìm hiểu về dự án Open Lock này thì em sẽ cùng anh chị tìm hiểu về token bit ha thì token bit khi mà nó được niêm yết ở trên sàn bybit thì với mức giá là 1.4 anh chị thì cái đỉnh của nó là hơn 3 đô và ở thời điểm hiện tại đang là 0.44 đô thì nó đã giảm cũng khá nhiều đúng không ạ đây thì anh chị cũng thấy là giảm cũng 7 lần 7 lần hơn 7 lần anh chị đó thì liệu rằng ở thời điểm hiện tại mình có nên nắm giữ hay không ha Thì em sẽ có những cái dữ liệu để cho anh chị tham khảo Liệu rằng mình có nên nắm giữ đồng token biết hay không Thì ở đây là coin market cap ha Đây Là tổng vốn hóa của cái đồng bitdao này là 259 triệu đô la Tổng nguồn cung của nó là 10 tỷ token và đang lưu thông ngoài thị trường Hơn 500 triệu token thôi Mới chỉ là hơn 6% Và cái khối lượng giao dịch thì cái độ thanh khoản của nó là 21 triệu đô thì hiện tại Bybit niêm yết nè, bay cũng niêm nè, Kraken nè, đó. Thì rất là nhiều những sàn giao dịch lớn đã niêm yết cái đồng token Bit này rồi à, Thì uh, nó là một cái đồng Bit token á gọi là bit thì nó đại diện cho một cái Dow, nhưng mà sàn giao dịch bybit cam kết là cứ mỗi một năm như vậy họ sẽ hỗ trợ một tỷ đô la để hỗ trợ hệ sinh thái của bit thì trong thời gian vừa qua thì ngày hôm qua Sáng nay 6 giờ trước em có đọc được một cái tin Ben Rao là CEO của của sàn Bybit ha. Thì anh ấy là đang đưa ra một cái phần thảo luận là liệu rằng có nên đưa Bybit trở thành một cái blockchain player one hay không. Đó ha. Thì nếu mà BitDAO trở thành một blockchain player one thì cũng có khá nhiều thứ hay ho và chính vì lý do đó thì em nghĩ ngày hôm nay là BitDAO cũng có một cái sự tăng trưởng 4% là do cái tin đó. À, rồi, một cái thông tin nữa em cung cấp cho anh chị đó là cái thống kê khi mà các quỹ đầu tư lớn họ mua cái đồng token Bitdao này với vùng giá là 1.42 đô la. Thì ở cái vòng IDO này thì họ ray được là 379 triệu đô. À, còn cái vòng là ray with sale, ray v sale vào 2021 á thì cũng ray được 230 triệu đô thì tổng cộng ray hai vòng thì nó là 600 hơn 600 triệu đô anh chị. Thì cái dự án này nó cái đồng đồng bit này nó sẽ được được mở khóa dần trong vòng 12 tháng thì được các quỹ đầu tư khá là lớn họ đầu tư vào đó là Pantera Capital, Dragonfly Capital, Ketanic Capital và ndc thì đây thực sự là những cái quỹ đầu tư cực kỳ lớn ở trên thị trường à Rastan Group nữa nè đó thì thực sự á, là các quỹ đầu tư lớn họ chấp nhận mua ở vùng giá 1.42 đô la thì anh chị cũng thấy rồi họ ray được tới 379 triệu đô lận chứ không phải là con số nhỏ nên ở vùng giá 0.4 đô la này anh chị mua vẫn rẻ hơn quỹ rất là nhiều à, nên là mình có thể là cân nhắc đây không phải là lời khuyên đầu tư thì đây là em phân tích những cái dữ liệu để cho anh chị có thể là tham khảo là liệu rằng mình có nên nắm giữ nó hay không ha à, thực sự là những người mua ido ở vùng vùng giá này họ vẫn đang âm là 67 68 phần trăm anh chị đó nên là bây giờ mình mua cũng khá là hời đúng không ạ thì khi mà bitcoin sập đi anh chị thấy bitcoin sập không? thì nó cũng rớt về vùng giá 0.4 thôi thì đây đây đang là 0.44 thì em thấy là vùng giá này cũng khá là hợp lý và trong thời gian qua thì về 0.4 em cũng gom được một ít à, đó thì tùy theo anh chị thôi đây chỉ là cái góc nhìn cá nhân của bạn thân em là trong thời gian sắp tới bài viết sẽ như thế nào thì Bybit cũng là một cái sàn giao dịch cực kỳ lớn ở trên thị trường chứ không phải là nhỏ anh chị thì hiện tại nó đang đứng top 14 mà này đứng top 14 ở trên con market cap tại vì anh chị phải hiểu ở trên đây nó sẽ thống kê nó không có quá đầy đủ đâu tại vì nó sẽ cạnh tranh về sàn giống như Binance đi hay là Coinbase thì đương nhiên là nó sẽ có những cái thông số nó thống kê không chính xác thì Bybit hiện tại cái khối lượng giao dịch của nó là ngày hôm nay nó chỉ là 455 triệu đô thôi, khá ít đúng không ạ? Đó thì mọi người thấy như vậy nhưng mà cũng có lúc á thì cái khối lượng giao dịch nó lên tới là top 2, top 3, có những lúc là top 1. Đó anh chị có thể là hiểu vậy. Và hiện tại cái lượng user active của trên sàn Bybit bây giờ cũng rất là nhiều rồi thì ở trên sàn Bybit thường xuyên tổ chức những cái slant pass để cạnh tranh với những cái sàn giao dịch khác và cái phí giao dịch ở trên đây nó cũng rất là rẻ nên anh chị có thể là cân nhắc về cái điều này rồi thì sau đây em sẽ cùng anh chị tìm hiểu về cái dự án open ha đây thì cái dự án này dự án open lot này á nó làm về kiểu như là là một cái studio game thì ở trên đây nó sẽ cung cấp cho anh chị rất là nhiều trò chơi Thì hiện tại nó đang có bốn trò chơi đang chạy ở trên đây Nhưng mà chưa có cái dự án nào được ra mắt cả Thì đầu tiên đó là Runlock là một cái dự án về mua to earn. À đây Runlock nè Rồi Thêm một cái dự án nữa Nó có tổng cộng là 4 game Đây Rogunlock rồi land land action lot thì đây là kiểu như là giống như cái tự game này giống như là nông chạy vui vẻ anh chị rồi cái tự game này thì nó sẽ kiểu như là hành động á rồi còn cái tự game này thì à, nó nó sẽ thiên về là xây dựng giống như là the sandbox rồi run thì là mút ha thì hiện tại chưa có sản phẩm nào được hoàn thiện cả nhưng mà thực sự là ở trong thời điểm thị trường nó nó giảm như vậy mà cái dự án này họ vẫn chi tiền để họ launchpad ở trên Bybit thì em nghĩ nó cũng khá là ok thì cái launchpad vừa rồi ấy, vừa diễn ra vừa rồi anh chị cái dự án quốc thành á thì nó cũng cái roi của nó là cái roi của nó rơi vào khoảng là 12-13 lần à. đây quốc thành đây giá 0.01 đó thì nó đẩy lên cái vùng O hai của nó đây O hai của nó là 0.15 thì cũng ít được 15 lần thì bây giờ đang ít 10 lần so với cái mức giá phát thì những anh chị nào sở hữu càng nhiều biết thì anh chị sẽ càng mua được nhiều thôi đó là như vậy nha và đây là một cái video hướng dẫn anh chị để tham gia phát không phải là lời khuyên đầu tư thì khi mà anh chị đầu tư thì anh chị phải tự chịu trách nhiệm trên cái quyết định của mình rồi video của em tới đây là hết xin chào tạm biệt anh chị hẹn gặp anh chị ở những video lần sau